chào anh em. Hôm nay có cây dâu này làm định hình cho cây dâu này, cái nước ban đầu cho nó anh em ơi. Thì sẵn đây quay chia sẻ cho anh em xem chơi cho vui ha. Cái này mình ghép nè em ơi. Cái này mình ghép cái ba bo vô đây nè. Là không biết cái cây dâu này nó có trái không, mình cũng không biết anh em. Thì mình chọn cái giống dâu mà cái trái bự á để mình ghép vô, dâu Đà Lạt anh em. Ghép vô thì nó mới ghép vô khoảng tháng anh em. Nó phát triển rất mạnh ha. Thì nó ra chậu cái nó ra trái luôn nè. Có trái luôn nè. Đó, nhưng mà cái này do mình ghép á, cái lúc mình ghép mình để trong mát anh em. Cho nó dính nó không có bị hư á. Nó không có bị hư bo thì nó thiếu nắng á. Nó thiếu nắng cái nó không có đủ chất dinh dưỡng, không có đậu trái nhiều, nó không bông cũng nhiều lắm. Mà nó không có đủ dinh dưỡng á. Cái nó không có đậu trái nhiều anh em ơi. Thì nói chung có trái mình cũng lọc bỏ nè, mà chứ cái trái này thì cũng không để ha. Tại vì cây này thì nó còn non, nó còn nhỏ. Gốc này cũng cỡ năm mấy à. Nhưng mà cái cành ghép này thì nó còn non. Này mình làm cái dáng giống như dáng bay bay đổ đổ nè. Thì sẵn đây mình định hình quay cho anh em xem chơi cho vui ha. Cái này nè anh em. Này mình có vô bảo hẳn cái cành này nó có cái nó hơi dài á, mình vô cọng dây này rồi. Nhưng mà vô nói chung mình vô cái cây dâu tầm này nè. Thì theo cái kinh nghiệm riêng của mình đó nè. Mình chỉ vô lơi thôi nha anh em. Chứ vô mà nó chặt quá nó phát triển rất là nhanh ha. Đó, nó phát triển rất nhanh đó, thì nó sẽ bị xiết dây. Nó mau kêu xiết dây lắm anh em à. Với cái này nè anh em, do cái cành nhánh của nó phát triển mau á cho nên nó hơi liệu yếu anh em ơi. Cành nó rất là mềm ha, thì mình phải vô cái cọng dây mà nó hơi cứng chút nè. Ví dụ như cái cành bị lớn vậy á thì mình vô cọng dây này chắc cọng dây dây 5 dây 5 dây 6 vậy. Ê lộn. Dây 3. Dây 2 hay dây 3 vậy thôi ha. Dây 2 dây 3 vậy thôi. Rồi mình uống vậy thì nó rất dở nè. Nè, nó liệu yếu ha. Do cành nó mềm lắm. Thì đúng ra mình phải vô dây lớn này nè. Dây này khoảng dây 4 nè. Cái cành nhỏ vậy mình cũng vô dây 4 luôn nha nè. Nó không như cây mai ha. Nó phát rất là nhanh. Mai mốt nó giọt cái tàn này ra nữa thì nó dài quá nó sẽ quằn cành nhánh em ơi. Mình bắt buộc phải vô cái dây nó bự một tí. Để cho nó giữ mai mốt nó cái ngọn nó dài ra nè thì nó vẫn giữ được ha. Đó. Mình vô dây mấy cây rồi nè. Mình vô dây mấy cây trước á thì mình rút kinh nghiệm được là như vậy đó nè. Bây giờ mình vô dây này, vô dây hơi lớn tí nha nè. Rồi xong rồi mình uống hơi. Mình vô đừng có sát dây quá ha. Do cái nhất là cành nhánh nó nhỏ nè. Cành nhánh nó nhỏ mà mình vô mà cái dây mà nó sát quá đó, nó mau khuyết dây ha. Đó, giờ phải bấm dài dài chuyền heo vậy nè. Bấm mình chuyền heo đó để nó xiết dây. Cái này mình vô đại vậy nè anh em. Vô tại vì cái này á không có cần phải đẹp anh em ơi. Nói chung cái chất lượng là trên hết ha. Đó do mình vô dây bự nè. Đó mình quấn cây dâu đó nè. Là mình phải quấn hở vậy nè anh em. Để mình uống cái cành nó đi là được nha. Chứ không cần phải xiết dây gì đâu. Xiết quá nó mau xiết dây lắm. Xiết vô cái cành quá đó. Này chủ yếu là mình quấn giống như là chịu cái mình quấn cái dây này thôi. Quấn cái dây để gá vô trong cái cây dâu này nè, cành dâu ha. Đó, càng thưa càng tốt nè. Để mình uống sao mà cho nó giữ được cái cành cứng cáp là được. Nói chung thì tùy theo cây ha. Ví dụ cây mai, cây này cây mai hoặc là cây sam hương, cây cần thăng gì đó. Thì anh em uống sao thì tùy anh em ha, không biết mình cũng không gần gì mấy cái đó ha. Còn nói gì riêng cây dâu thì mình rút kinh nghiệm anh em ạ. Đó, vậy là vài bữa cái cọng dây này mình cắt về hơi thiếu nè anh em. Vài bữa là cành này nó giọt ra khoảng dài nữa, mình thiếu cọng dây này rồi mai mốt mình không có nên quấn theo nó đó. Nhưng là cắt hơi ngắn rồi, cắt phải dư dài nè anh em. Dư dài vậy cái nơi cái thì ví dụ dư dài đây thì mình bẻ chứ ngược chứ vô. Nó mình uống xong rồi đó thì mình bẻ ngược chứ vô ha. Chứ mình bẻ vậy nó rất là dở nè. Mình vẫn uống bình thường. Vẫn uống bình thường thế nhưng mà nó hơi khó uống cái là nó mình uống nó lỏng vậy anh em. Thì nó hơi khó uống chút xíu. Nhưng mà vẫn uống được nè. Đó. Uống được ha. Này nói chung mình uống cọng dây anh em à, uống cọng dây rồi cái cành nó tự nó đi theo nè. Chứ mình không có uống cái cây ha, không có đụng dám đụng vô cây. Do cây nó nhỏ xíu à, mình bóp vô mà nó cắn vô cọng dây nó cũng bị hư cây nè. Thì cái này nó cũng mình cũng mới ghép xong thôi thì cũng không cắt lá nhiều anh em à, để cho nó quang học nó phát triển ha. Bây giờ mình cắt lá thì nó chậm lại.
ổn định hình vậy đi. Nhưng mà cái cuối cùng này nè nè là mình phải cái ngọn cuối cùng này nè mình ngóc lên ha, đó ngóc lên nó mới phát triển vậy nè nè, mình giữ cái ngọn cho nó ngóc lên ha. Mình uống xuống thì uống nhưng mà mình vẫn ngóc lên để nó phát triển nha. Như cái cành bên đây nè, cái cành đây nó không có ngóc lên nè ha, nó chậm phát triển này nè nè, do nó liệu yếu cái nó rũ xuống nè, nó thầm xuống ha, đó nó thầm xuống như vậy thì nó chậm phát triển ha, nó phát triển mấy cái cành trên này nè. Bây giờ mình vô dây để mình định hình nó, mình đưa nó lên, uống xuống thì uống nhưng mà vẫn cái ngọn vẫn ngóc lên để cho nó phát triển. Còn cái này thì có mấy anh em thì vô dây là phải vô dây thận đồ này kia ha, vô dây theo kim đồng hồ đồ này kia. Mình thì khác anh em ơi, mình không có vô theo dây đồng hồ. Ví dụ như mình muốn uống cái cành qua đây thì bắt buộc phải xây cái cọng dây qua theo cái cây qua đây, còn mình uống ngược lại thì mình phải xây ngược lại nè, chứ mình xây dòng thận hết trơn rồi mình uống cành ngược lại sao uống đâu được. Cái ngọn đưa xuống nó chúi xuống cái thấy nó buồn buồn liền thế nè, nó muốn ngóc lên nè mà nó ngóc đâu có được, nó thòng xuống dưới đâu ngóc được, bắt buộc phải vô dây nè, vô dây để mình đưa cái ngọn nó lên thì nó mới phát triển được đó. Cái này tại vì mình uống thời gian là mình phải tháo ra nè, mà cây dâu này nó mau phát triển lắm, phát triển cực kỳ nhanh luôn thì mình bắt buộc phải tháo ra nữa, mình không có cần phải uống phải đẹp gì đâu nha, uống giữ nó cái nếp nó được là tốt rồi, nó dư dài như cọng này là đúng nè. Mai mốt cái ngọn này ha, cái này là mình uống cái kiểu là mình nuôi anh em ơi, đó mình nuôi nó thì mình phải cho cọng dây dư dài tí ha. Mấy này cây mai á anh em, không có làm nè, mà không có làm ra clip nè, mà tại vì lúc gà vô nụ á nè, mình không có làm nụ rồi cho nên không có cái gì để quay cho anh em ơi, thì cũng buồn. Có cây dâu này rảnh thì quay cây dâu này cho anh em xem chơi, mấy này làm cây dâu nhiều. Thấy mấy cái cành này nè, mấy cành này nó phát triển mạnh nè. Thì bây giờ mình cho cái cành đó ở dưới nha. Còn cái cành hai cái cành nhỏ chính giữa nè. Nó phát triển hơi yếu. Hai cành nhỏ này nè, phát triển hơi yếu thì mình làm cái cành lợp ở trên em ơi, mình lấy lên làm cái cành lợp ha, đặng cho nó nằm hướng cao lên trên á để nó phát triển mạnh, chứ để này mà đưa nó xuống dưới này luôn là nó phát triển chậm em ơi. Cành này mình đưa nó lên trên là nó cũng mau phát triển bình thường nè, do mấy nay đúng ra mình vô dây mấy bữa nay nè, cái cành đó thì mình làm cái dáng nó hơi bay bay đổ rồi mà nó ra chọi cái nó chuối xuống nữa, cái nó chậm phát triển. Đó, giờ mình uống lại đi, uống sơ sơ nè. Mình chủ yếu là mình uống để mình vô cái cọng dây để mình đưa cái ngọn nó lên thôi. Chứ mình làm cái định hình ban đầu cho nó nè em ơi. Dư dài vậy là mới đúng rồi nè, dư dài vậy nè. Đặng mai mốt cái ngọn nó đưa ra nữa là mình có dây ha, có dây để mình nối tiếp của cái ngọn kế tiếp luôn nè. Đó, cái cành này mà đưa lên vậy là mai mốt nó phát triển mau lắm nè em ơi. Đó, đưa lên vậy là đúng đúng bài của nó nè. Nó chịu vậy đó. Nói chung cái cây gì mình thấy cũng vậy nè em ơi. Mình uống nó là phải đổ xuống thì đổ, cuối cùng nó phải ngóc cái đầu lên nó mới phát triển được, chứ mình mà ngóc xuống rồi là nó không chịu phát triển nè em ơi. Rồi uống định hình sơ vậy là được rồi đó nè. Cái ngọn này nè, cái ngọn này thấy vậy chứ ngày mai là tự nó ngóc lên nè, mình giữ cái cọng dây nè giữ nó rồi ha, là ngày mai nó cái ngọn này tự nó ngóc lên, nó phát triển rất mạnh nè. Dưới hai cái chòi chính giữa này nè, hai chòi nhỏ này nè, nó phát triển cũng rất mạnh, do mình ngóc lên rồi là nó phát triển mạnh lắm nè mày. Cái này mình chưa có tháo được ha, tại vì cái này nó còn cái bo này nè,
nó dính chưa mạnh không? Có cây thấy có cây ghép cũng cả mấy năm rồi anh em, mà nó vẫn cũng phát triển mạnh bình thường anh em. Cây ghép của cái cây dâu á nó phát triển rất mạnh anh em ơi. Rồi mình định hình vậy là ngon lành đó anh em. Từ từ ra xương chi xương rồi mình uống tiếp nè, mà chứ mới qua mình cũng lắc nhẹ nhẹ chứ lắc quá nó cũng bị mất sức cây ha. Vậy mà đó. Rồi thôi mấy nay cũng rảnh rỗi không có gì quay, cũng quay này chơi cho anh em xem cho đỡ buồn ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip kế tiếp nè em. Chào anh em.